Hello, xin chào các bạn, chào hôm nay, chào chúc các bạn cuối tuần luôn hạnh phúc, vui vẻ và hạnh phúc. Và hôm nay mình ăn sáng, mời các bạn ăn sáng. Hôm nay mời ăn sáng bánh bò với heo quay nha, chấm với hắc xì dầu. Này, uống cà phê nè, uống cà phê tại vì mình uống không có đường nha, không có, có xài muỗng. À, không có xài muỗng à, và heo quay bánh bò rất là tuyệt. Mấy bạn ăn heo quay bánh bò mà chấm với mấy cái bắp bò rồi đó, ngon lắm nha mấy bạn. Mấy bạn ăn rất là tuyệt vời. Mình bẻ mấy trái ớt mình ăn đây, thiếu ớt à, có ớt luôn. Ớt xanh xong rồi, không có ớt đỏ rồi. Rồi có trái nào chín không? Không có trái nào chín nữa, có trái này. Ớt xanh xong rồi, ớt hiểm nè. Ớt hiểm, bẻ ớt hiểm. Nhà trồng luôn. Rồi ăn luôn. Rồi mấy bạn ăn sáng nha. Sáng uống cà phê, bữa nay chủ nhật bánh bò. Rồi xin chúc các bạn cuối tuần luôn vui khỏe nha. Nếu mà có thích kênh thì cho mình xin một cái đăng ký, một chia sẻ để mình có tiền mua cái livecam quay ăn uống hoài cũng phụ vô cái quay livecam rồi mấy cái cảnh đẹp lắm, cảnh đồng quê đồ này kia cho nó đẹp. Bữa nay khoe với mấy bạn, hôm nay cho mấy bạn du lây nha. Hôm nay chắc có thể là tiền lương YouTube của mình để về tới tiền lương YouTube của mình về tới tháng tư này mình lãnh được là 167 đồng 40 sen, mà nó trừ tiền thuế ở bên Mỹ là hết 30 mấy đồng rồi, thì chỉ còn có 138 đô thôi, còn 138 đô thôi, 138 đô. Nhưng mà về tới ngân hàng bữa nay là 24 tây tháng 4 rồi mà nó chưa chuyển cho mình nữa, nó chuyển cho mình nó không biết nó thêm nó trừ bao nhiêu nữa. Chớ tháng rồi thì mà mình lãnh được là coi như là 151 đô mấy đó, mà nó trừ này kia còn 120 đô, xong ngân hàng trừ thêm 10 đô nữa, ngân hàng Việt Nam ra tiền Việt Nam trừ thêm 10 đô nữa, 10 đô nữa là coi như là mình không còn, còn tính ra tính tiền Việt mình chỉ có được có 2,5 triệu thôi. Tháng này nếu mà đúng ra là không biết nó trừ bao nhiêu. Tháng này không biết nó trừ bao nhiêu thì chắc theo mình nghĩ chắc cũng có trừ 10 đô thì cũng còn 128 đồng. Một lần nữa mình xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin bye bye. Ăn sáng, giờ ăn sáng là đi kiếm việc làm, đi làm nha. Uống cà phê không đường, tại vì mình uống cà phê không đường mình không có muỗng. Bánh bò heo quay đó, ăn gì là chấm một miếng xì hắc xì dầu đó, ăn với miếng bánh, ăn chung với bánh bò thôi đó, bánh bò là ngon tuyệt vời luôn. Xin bye bye, cảm ơn các bạn rất nhiều. Nhớ nha mấy bạn, có thích kênh thì đăng ký, nhớ đăng ký, chia sẻ, bấm chuông rung, có video mới thì nó sẽ hiện lên cho mấy bạn xem. Cảm ơn, bye bye.